Chào các bạn, thì hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn là không phải giới thiệu nữa, chắc nhiều bạn cũng đã biết rồi. Thì mình có đặt trên mạng một cái sủi, cả nhà sẽ không còn xa lạ gì nữa. Zebo nè, 9950 đây, mở của nó đây. Thì có nhiều bạn cũng đã test rồi nên hôm nay mình cũng nói sơ qua thôi để xem. Thì trong hộp nó thì có đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đây, trong hộp của nó thì có một cọng cáp sạc USB. Còn đây là một cái cốc này nhìn giống cốc của sạc iPhone luôn ha. Để coi dòng điện của nó là dòng điện sẽ chiều từ 100 tới 240 V. Còn này đầu ra nè các bạn, 5V 1A. Biết đưa cái đầu sạc của Samsung vô xài được không đây. Đây là cái bát này thì gắn ra sao nè các bạn, để móc vào những thứ mình cần để gắn vô thử coi. Sẽ toàn cái móc lọt luôn. Đó, trong hộp thì cũng còn thêm một số thứ. Đây là hóa đơn, đây là cái gì đây, như là giấy hướng dẫn sử dụng hay cái gì nè, toàn tiếng Việt của mình không biết đọc. Rảnh chắc translation đó kìa. Đây là cái gì đây, à có mộc nè, mà như đây là cái phiếu bảo hành hay gì đó. À đâu có phiếu bảo hành nè. Cái này nhập về chắc cũng lâu lắm rồi nè. 6/2018 đây. Để mình tắt bớt cái đèn của cái hồ cá cái. Cái hồ cá sáng quá. Cái đèn của con cá chứ giờ nhìn này thấy lu á, mờ quá mà câm luôn. Bây giờ điện nó tối hẳn luôn. Để bây giờ mình sẽ gắn nó vào. Nói sai mà gắn chưa hết, mình còn hở. Đây. Vậy chắc nó không gớp đâu. Lại đi kiếm một cái sủi đá đi, bây giờ mình lại cái hồ cá mình test thử ha. Đây mình vừa cắm cái đây GPIO nè, cắm hai đầu vào luôn. Đây, bây giờ mình thả hai cái vào hồ cá luôn. Đây, để mình mở lên ha. Đây, bây giờ mình sẽ mở nó lên, mở cái mức 1 thôi. Ồ, cũng không tồi đó cái chứ. Tính ra nó im, các bạn không nghe tiếng luôn nè. Đây nó không nghe tiếng ồn luôn. Mà sủi rất mạnh nha. Nói chung thì sủi đĩa siêu mịn thì được, tốt.
với cái mức giá này thì cái giá này thì ok đó, được được. Để mình cho hai cái sủi vô một cái sủi mình luôn, để thử cái mức hai coi nó ra sao. Ủa mình nghe là hình như là cái mức hai là xài một chút thì nó tắt, một chút thì nó tắt mà ta. Đây các bạn coi nè, đó 2 giây ha, cắm vào hai chui nó ha, đó sủi ha, mịn màng lên. Đây để mình hạ hấp cho các bạn xem đó. Ồ mịn màng lên, đã lên. Bây giờ mình sẽ nối hai đầu nó vào luôn cho 1 giây thôi để coi cái công suất nó ra sao. Đây bây giờ mình đã nối 2 giây nè, đây 2 giây hai đầu luôn và một cái sủi sủi mịn thôi. Đây cái đường ống thì các bạn thấy đó, đó đó đó, mình đưa qua đưa lại nó nằm ở bên đó, tại vì bên kia mình đã chốt hạ dính nó vào trong kia rồi nên nó cũng hơi cực. Đây chúng ta đi xuống cái hồ ha. Đây đây bây giờ mình sẽ mở nút ha. Wow, không đến nỗi tệ. Hai dồi nè các bạn, hai dồi vào một nè. Đó ờ, cũng được. Nhưng mà nếu mình thấy tính ra thì xài một dồi nó cũng không tới nổi. Còn một dồi kia thì để cho cái hồ sưởi, cái hồ phụ của mình. À, để tạm nó đây đi, treo còn ten lủng lẳng nó đi, không ngồn các bạn, mình thấy nó là không ngồn đó. Bạn thấy độ rung của nó thì mình để trên cái hành không, rất là nhẹ nhàng, phải nói là đáng đồng tiền bát gạo. Giờ thì chúng ta sẽ đây thử cắm điện vào thử coi nó sủi mạnh cỡ nào. Bây giờ mình mở, ồ hình như nó hết điện rồi các bạn à, mình vừa tính xả nó luôn đó mà giờ nó hết điện rồi. À không phải hết điện, mình đã gạt qua cái nút là tạm thời tắt nó hay gì đó. Đây. Ồ, hình như nó sủi mạnh hơn các bạn. Đây mình cho cắm vào cái sạc đây. Đó. Và nó chạy hình như là mạnh hơn, mạnh hơn. Thử một vòi thử coi nó mạnh cỡ nào. Một dồi nha các bạn, một dồi, một dồi đây, một dồi đây, một dồi. Đang cắm sạc và độ sủi của nó là phải nói là mạnh. Chạy ầm ầm luôn. Bây giờ mình rút sạc ra vẫn chạy ầm ầm nhưng mà nhẹ hơn hồi nãy. Thì theo đánh giá của mình thì cái sủi điện này Jabo này thì ok, để chế độ mà xài pin thì nó rất là yên tĩnh các bạn, còn cắm điện vào thì nó hơi nhức óc một chút, nhưng cái công suất của nó cũng mạnh hơn.
Nếu mà tính ra so với cái sủi tích điện, là cái sủi thường của mình á, cái sủi mình mua 75.000 với cái sủi này thì sủi này cho ra khí mạnh hơn, không khí mạnh hơn chứ không phải khí như các bạn. Đừng tưởng nhầm, rất là êm các bạn. Đáng đồng tiền thì các bạn có thể mua sản phẩm này ở trên mạng, cũng có thể là inbox mình chỉ cho mua, hay là mình đặt mua giùm cho các bạn. Tạm thời bên mình chắc cũng chưa nghĩ đến chuyện kinh doanh. Chào các bạn. Thì khoan, nhớ bên mình còn một cái gì ta, cái này là ổ cắm điều khiển từ xa, cũng để dành cho hồ cá luôn. Và còn một món nữa là mình chuẩn bị review, đó là cây đèn của mình. Cái đó là cái đèn phòng này nó sáng, nhưng mà mở cây đèn của hồ cá mình lên nó còn sáng hơn nè các bạn, nhưng đặc biệt rất là rẻ nha. Bye, chào tạm biệt các bạn, nhớ theo dõi video tiếp theo mình nha.